Biết Tuốt TV xin chào tất cả các bạn. Để tiếp nối chuỗi video kiếm hiệp kỳ thú, tại video số 5 này, chúng ta sẽ cùng nhau bình luận về ba cao thủ cù khờ, thật thà nhưng có nhiều kỳ duyên may mắn nhất trong tác phẩm truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Số 1, Hư Trúc. Nếu đánh giá về sự khù khờ và may mắn thì theo đánh giá của Biết Tuốt TV, Hư Trúc là số 1. Có thể nói đây đúng là một ví dụ tuyệt vời cho câu nói ở hiền gặp lành, hay một cách hơi thô thiển một chút, đó là mèo mù với cá rán. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đôi nét về nhân vật này. Hư Trúc là một trong ba nhân vật chính cùng với Tiêu Phong vào đàn dự của bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ do Kim Dung sáng tác. Hư Trúc là một hòa thượng chùa Thiếu Lâm, ngoại hình xấu xí nhưng tâm tính hiền lành, tốt bụng, đặc biệt là thật thà đến nỗi người ta gọi chàng là một tên ngốc với một tố chất về võ thuật rất kém. Sau 20 năm tại chùa Thiếu Lâm Tự, Hư Trúc mới chỉ học hết được bộ La Hán Quyền, nhưng chưa luyện tập tới mức thành thục. Nhưng chàng trai này lại thực sự may mắn khi gặp được rất nhiều kỳ duyên trong đời. Trong lần xuống núi, vì lòng trắc ẩn, Hư Trúc đã giải cứu giúp đoàn Diên Khánh thoát khỏi hiểm họa tẩu hỏa nhập ma khi phá trận cờ Chân Lung, và từ đó Hư Trúc đã được đoàn Diên Khánh giúp đỡ. Hư Trúc đã vô tình giải được một bàn cờ vây có tên là Chân Lung Kỳ Trận mà sau hơn 10 năm chưa ai có thể giải được. Vì thế nên đã được Vô Nhai Tử, trưởng môn phái Tiêu Giao, truyền cho 75 công lực của cả cuộc đời ông. Đó là một cột mốc đầu tiên trên con đường trở thành một đại cao thủ võ lâm của Hư Trúc. Vô Nhai Tử muốn Hư Trúc dùng nội công của ông truyền cho để đi giết Đinh Xuân Thu. Sau đó ông đã chuyển chức trưởng môn nhân và giao Thiết Chỉ Hoàn cho Hư Trúc, nhưng Hư Trúc đã từ chối vì nghĩ mình là một hòa thượng không thể giết người bừa bãi. Chàng không dám nhận và cũng không muốn gia nhập môn phái khác. Do đã là đệ tử của Thiếu Lâm Tự, vẫn trong chuyến hành trình này, Hư Trúc đã vô tình rơi vào vòng xoáy đấu tranh giữa Thiên Sơn Đồng Lão, cung chủ của Linh Tụ Cung với 36 động và 72 đảo. Vì lòng nhân tử, Hư Trúc đã giải cứu một đứa bé từ quần tiên đại hội mà không biết đó chính là Thiên Sơn Đồng Lão khét tiếng tàn ác, được đồng lão cưỡng ép học võ công thượng thừa là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng và Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, học phép thi triển và hóa giải sinh tử phù, và cũng bị ép phá giới rất nhiều lần. Thiên Sơn Đồng Lão đã bắt Hư Trúc mang tới hầm băng của nước Tây Hạ nhằm trốn tránh Lý Thu Thủy. Hư Trúc đã bị đồng lão ép phá sắc giới, chung đụng với một cô gái không rõ mặt mà chàng đặt tên đó là Mộng Cô. Thực ra đó chính là công chúa của nước Tây Hạ và sau này đã trở thành vợ của chàng. Sau này trong trận chiến giữa Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy, cả hai cùng chết do bị kiệt sức. Hư Trúc đã được Thiên Sơn Đồng Lão trước khi chết truyền ngôi chủ nhân Linh Thú Cung, đồng thời nhận hết hơn 100 năm nội lực của cả sư bá Đồng Lão và sư thúc Thu Thủy, cộng với nội công trước đây của Vô Nhai Tử. Vậy Hư Trúc đã có nội lực của cả ba đại cao thủ của phái Tiêu Giao. Do biết phép phá giải sinh tử phù nên Hư Trúc đã cứu 108 vị động chủ và đảo chủ trước đây đã bị Đồng Lão khống chế và trở thành chủ nhân thực sự trong lòng của 108 vị này. Sau này Hư Trúc còn được đại ca Tiêu Phong chuyển lại cho hai môn võ công tuyệt thế thiên hạ, đó là Hàng Long Thập Bát Trưởng và Đả Cỏ Bổng Pháp. Nhân vật số 2 Biết Tuốt TV muốn nhắc đến đó là Quách Tĩnh. Nếu cần một minh chứng cho câu nói cần cù bù thông minh thì trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung không ai có thể vượt qua được Quách Tĩnh. Thêm vào đó là sự may mắn khi xung quanh anh luôn có những cao nhân sẵn sàng giúp đỡ và truyền dạy võ công cho anh hết mình. Quách Tĩnh là nhân vật chính trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Quách Tĩnh là một người khù khờ, chậm chạp, mồm mép vụng về, hơi ngốc nghếch. Chàng trai sinh ra tại Mông Cổ, từ nhỏ vốn đã mang bản tính hiền lành, thêm vào đó là sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ, nên lớn lên bản tính thật thà và khờ khạo dường như đã chiếm trọn tính cách của chàng. Quách Tĩnh được miêu tả với ngoại hình mày rậm, mắt to, mặt vuông vức, đầy đặn, rất anh tuấn, tính tình hào sảng, vô tư, chăm chỉ, chân thật, dũng cảm, hay làm việc nghĩa. Quách Tĩnh đã bái tướng giỏi của thành Cát Tư Hãn là Chiết Biệt làm sư phụ. Chính vì vậy mà Quách Tĩnh có tài bắn cung tên rất lợi hại, có thể bắn hạ chim điêu đang bay trên trời cao. Cái tên Anh Hùng Xạ Điêu cũng bắt nguồn từ đây. Sau đó Quách Tĩnh đã được Giang Lam Thất Quái nhận làm đệ tử, truyền thụ võ công. Tuy nhiên do Quách Tĩnh bẩm sinh chất phát, chậm chạp và không mau lẹ nên không thể học hết võ công mà các sư phụ truyền dạy, mãi cho đến khi tình cờ gặp được cao thủ Mã Ngọc của phái Toàn Chân và được Mã Ngọc truyền cho phép nội công của Toàn Chân phái. Trong vòng 2 năm thì võ công của Quách Tĩnh mới bắt đầu có tiến bộ dần. Sau khi tới Trung Nguyên, cuộc đời của Quách Tĩnh phải nói là rất may mắn khi anh đã gặp và được Hoàng Dung, con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư yêu thương. Với sự thông minh, lanh lẹ của mình, Hoàng Dung đã giúp Quách Tĩnh tránh khỏi không biết bao nhiêu là chuyện rắc rối và những mối nguy hiểm. Nhờ có Hoàng Dung đã dụ Hồng Thất Công bằng những món ăn ngon, nên ông đã truyền lại Hàng Long Thập Bát Trưởng cho Quách Tĩnh, nhưng chỉ truyền 15 chiêu, vì nếu truyền hết cho Quách Tĩnh thì sẽ phải nhận chàng làm đệ tử. Dĩ nhiên Hồng Thất Công lại có tính sĩ diện, khi thấy Quách Tĩnh có tư chất vốn kém nên không muốn nhận chàng làm đệ tử. Sau này khi Âu Dương Khắc đến và bắt nạt các ăn mày trong cái bang, vì một số người trong cái bang đã làm chuyện trượng nghĩa giải cứu người ra khỏi tay của Âu Dương Khắc và định dạy cho hắn một bài học, nhưng võ công của Âu Dương Khắc cao hơn nên tất cả đã thua. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy thế nên đã ra tay cứu giúp, nhưng Quách Tĩnh võ công lúc đó còn kém nên không thể đánh bại Âu Dương Khắc. Hồng Thất Công thấy vậy định ra tay nhưng bị Âu Dương Khắc chọc tức, nói rằng cao nhân một đời mà lại đánh với một loại tiểu bối, thắng cũng mất mặt. Lúc đó Hồng Thất Công đã nhận Quách Tĩnh và Hoàng Dung làm đệ tử, rồi truyền nốt 3 chiêu còn lại cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đã hoàn thiện 18 chiêu trong Hàng Long Thập Bát Trưởng. Về sau khi lên Tảo Đào Hoa gặp được Chu Bá Thông, được ông truyền thụ lại cho 2 môn võ công lợi hại, đó là song thủ hỗn bát và 72 lộ không minh quyền, lại bị Chu Bá Thông chơi xấu, dạy cho Kiểu Âm Chân Kinh. Quách Tĩnh cũng được Nhất Đăng Đại Sư dạy cho những lời phạn văn trong Kiểu Âm Chân Kinh. Võ công của chàng ngày ngày càng tiến triển. Trong lần Hoa Sơn Luận Kiếm thứ 2, Đông Tà Hoàng Dược Sư và Bắc Cái Hồng Thất Công đầu thầm khen ngợi, dù cho tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có thể tiếp được hơn 100 chiêu của cả hai người. Số 3. Trương Vô Kỵ. Nếu như nói Hư Trúc là số đỏ hay mèo mù với cá rán, Quách Tĩnh là cần cù bù thông minh, thì cao thủ ngốc ngách số 3 mà Biết Tuốt TV bình chọn không ai khác chính là Trương Vô Kỵ. Anh là một ví dụ điển hình cho cái gọi là con ông cháu cha. Khác với Quách Tĩnh và Hư Trúc, Trương Vô Kỵ vốn thông minh, có tố chất luyện võ. Điều đó được thể hiện rất rõ qua việc Vô Kỵ học rất nhanh long trào thủ trong trận chiến trên đỉnh Quang Minh, hay khi luyện Càn Khôn Đại La Di, môn nội công tuyệt đỉnh của Tây Vực. Do sự hỗ trợ của Cửu Dương Thần Công cùng với Thiên Bẩm, Vô Kỵ đã luyện môn võ công này trong một thời gian rất ngắn mà những người khác phải mất rất nhiều năm mới có thể đạt được. Trương Vô Kỵ là con của Võ Đang, Trương Ngũ Hiệp, Trương Thúy Sơn và Thiên Ưng Tử Vi Đường Chủ Ân Tố Tố. Sau này Trương Vô Kỵ đã nhận Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn làm nghĩa phụ. Chính vì vậy mà cái mác con ông cháu cha đặt lên vai của chàng quả không sai. Lúc mới sinh ra, Trương Vô Kỵ đã sống trên băng hỏa đảo cùng với cha mẹ và nghĩa phụ Tạ Tốn. Vô Kỵ từ nhỏ sinh ra đã tỏ ra là một cậu bé chăm chỉ và ham học hỏi, lại có tấm lòng nhân hậu và rộng lượng. Ở trên băng hỏa đảo, Vô Kỵ đã được cha dạy cho một vài đường quyền cơ bản của Võ Đang, được Tạ Tốn truyền thụ khẩu quyết của các môn võ công cao cường, trong đó có Thất Thương Quyền. Cuộc đời Trương Vô Kỵ đã trải qua rất nhiều năm đắng cay. Từ nhỏ đã phải chứng kiến cái chết của cha mẹ, sau đó lại bị trúng Huyền Minh Thần Trưởng của Huyền Minh Nhị Lão, tưởng chết đi sống lại. Nhờ có Trương Tam Phong hết sức cứu chữa và truyền thụ tâm pháp Võ Đang Cửu Dương Công nên mới có thể tạm thời giữ được tính mạng. Bước ngoặt trong hành trình học võ của Trương Vô Kỵ là khi chàng bị kẻ thù truy đuổi trên núi tuyết Côn Luân, đã vô tình lạc vào thung lũng. Nơi ở của con vượn già có chứa kinh thư Cửu Dương Chân Kinh trong bụng. Ở đó, Vô Kỵ đã vô tình mổ bụng cứu con vượn và đã học được toàn bộ nội công Cửu Dương Thần Công trong bộ sách này. Cửu Dương Thần Công còn có thể giúp người luyện hoán gân chuyển cốt, khiến cho cơ thể bách độc bất xâm. Trương Vô Kỵ sau khi đã luyện thành Cửu Dương Thần Công đã đẩy được toàn bộ hàn độc của Huyền Minh Thần Trưởng đang đe dọa mạng sống của mình. Sau này, nhờ vào nội lực của Cửu Dương Chân Kinh thâm hậu cùng với tâm pháp nội công Càn Khôn Đại La Di, nên Trương Vô Kỵ đã học được rất nhiều tuyệt kỹ, võ công thượng thừa và ngộ ra nhiều đạo lý thâm sâu trong võ học, trở thành một cao thủ có võ công và nội lực tuyệt đỉnh. Trong trận chiến bảo vệ núi Võ Đang, Vô Kỵ được tôn sư Trương Tam Phong truyền thụ cho 2 tuyệt kỹ mà ông rất tâm đắc, đó là Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Với yếu chỉ lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động, lấy tròn chế vuông, đồng thời được Trương Tam Phong chỉ điểm thêm nhiều điều thâm sâu bí ảo trong võ học. Có thể thấy cuộc đời Trương Vô Kỵ trải qua rất nhiều biến cố, nhưng do có nhiều kỳ duyên cùng với ngộ tính của mình, anh chàng tốt bụng, thông minh nhưng thật thà đến ngốc nghếch này đã lần lượt học được nhiều môn tuyệt học thượng thừa, không những trở thành giáo chủ Minh giáo được mọi người nể phục, mà đến cuối chuyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ đã trở thành người có một thân võ công cái thế, được mọi người suy tôn làm minh chủ võ lâm, thống lãnh quần hùng. Mọi sự đánh giá đều chỉ mang tính chất tham khảo. 3 cao thủ mà Biết Tuốt TV đã xếp hạng ở phía trên đều là những nhân vật khá gần gũi với bạn đọc, không chỉ trong những trang tiểu thuyết mà còn trên phim ảnh. Nếu các bạn có những ý kiến đánh giá khác, hãy để lại bình luận dưới video này để đồng đạo võ lâm fan của Kim Dung cùng thảo luận. Hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để cùng Biết Tuốt TV khám phá nhiều điều thú vị trong các tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của chuyên mục Kiếm Hiệp Kỳ Thú. Xin cảm ơn.